Việt Nam thắng tưng bừng, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn nổi giận vì một điều. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sau trận đấu thể hiện sự hài lòng về kết quả của tỷ số trận đấu. Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng là đội bóng của ông đã giữ được thế trận và giành được chiến thắng. Tuy nhiên, ông cũng không giấu được sự tức giận trước những sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến việc các cầu thủ phải nhận thẻ vàng. Ông cho biết rằng ông đã cảnh báo các cầu thủ nhiều lần trước giải đấu diễn ra về sự quan trọng của việc duy trì sự tập trung từ đầu trận đến cuối trận. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đặt nặng một điều quan trọng khác, đó là việc duy trì tinh thần tập trung trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ sai sót nào trong những thời điểm quyết định đó đều có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng của trận đấu. Nói về các cầu thủ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết không thể chỉ định một cầu thủ nào là xuất sắc nhất, bởi mỗi cầu thủ đóng góp vào cách biểu diễn của đội một cách khác nhau. Ông nhấn mạnh rằng ông không hài lòng với những thẻ vàng không cần thiết trong trận đấu và cảnh báo rằng nếu tình hình tiếp tục như vậy sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp gì. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ rằng ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc là một giải đấu lớn và mang lại cơ hội lớn cho các cầu thủ. Ông hào hứng và mong muốn các cầu thủ có thể nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của sự kiện này, đồng thời thấy đây là cơ hội để họ trưởng thành hơn. Đối với người hâm mộ, huấn luyện viên nhấn mạnh sự quan trọng của sự cổ vũ. Dù chỉ có một người hâm mộ, đội tuyển vẫn cảm nhận sự đại diện của tất cả 100 triệu người dân. Ông cảm thấy ngạc nhiên khi thấy nhóm cổ động viên Việt Nam trên khán đài. Họ thật sự tạo nên sự xúc động và làm cho cả đội bóng cảm thấy tự hào hơn. Trận đấu thực sự diễn ra sôi nổi ngay từ phút thứ 3, khi Quốc Việt mở tỷ số bằng cú sút kỹ thuật. Sau đó, phút thứ 31, anh tiếp tục ghi bàn thứ 2 từ một cú sút xa đẹp mắt. Trước khi kết thúc hiệp 1, Khuất Văn Khang đã ghi bàn thứ 3, đưa tỷ số lên 3-0 cho đội Việt Nam. Sang hiệp 2, Mông Cổ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 nhờ công của Temulen, mặc dù hàng phòng ngự của Olympic Việt Nam đã mất tập trung trong tình huống này. Phút thứ 64, Nguyên Hoàng vào sân và ghi bàn thắng thứ 4 cho đội tuyển. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2, mang về chiến thắng cho đội tuyển Olympic Việt Nam và tạm thời đưa họ lên vị trí đầu bảng. Ngày 20 tháng 9, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ có trận đấu với đội tuyển Lebanon, một đội tuyển có thế mạnh không hề nhỏ. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm và sự tập trung cao, các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có khả năng giữ vững ngôi đầu bảng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và ekip huấn luyện đang có nhiều công việc trên tay khi cần phải chuẩn bị tinh thần và thể lực cho các cầu thủ trong một chuỗi trận đấu ngắn ngày tới. Việc xoay tua đội hình một cách linh hoạt cũng là một cách thức không nhỏ đối với huấn luyện viên. Trong khi đó, người hâm mộ Việt Nam đang dành rất nhiều tình cảm và sự hỗ trợ cho các cầu thủ. Ngay từ trận đầu tiên, sân vận động Hàng Châu đã chứng kiến sự hiện diện mạnh mẽ của các cổ động viên Việt Nam, tạo nên một không khí đặc biệt. Nhóm cổ động viên này không chỉ đơn thuần là những người đứng khán đài, mà họ thực sự trở thành điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ. Tiếng ca hò, những khẩu hiệu cổ vũ vang lên mạnh mẽ, tạo nên sức mạnh tinh thần không thể đo đạc. Đối với các cầu thủ, điều này mang lại sự động viên lớn lao và thực sự là một yếu tố quan trọng giúp họ vượt qua những khó khăn trên sân. Dù đã có một bước đi quan trọng trong hành trình ASEAN 2023, nhưng đội tuyển Olympic Việt Nam không thể chủ quan. Trước mắt, trận đấu với Lebanon sẽ là một thử thách lớn. Nhưng với sự quyết tâm và sự hỗ trợ từ người hâm mộ, hy vọng rằng những chiến binh sao vàng sẽ tiếp tục mang về những kết quả tích cực và làm rạng danh tên tuổi của bóng đá Việt Nam trên sân châu Á. Huấn luyện viên Mông Cổ hết lời khen ngợi Olympic Việt Nam. Huấn luyện viên Olympic Mông Cổ đánh giá cao các cầu thủ Việt Nam trong trận ra quân ASEAN 2023. Ngày 19 tháng 9, ASEAN 2023 bước vào môn bóng đá nam với hàng loạt cặp đấu đáng chú ý. Trong số đó, trận đấu giữa Olympic Việt Nam và đội tuyển Mông Cổ thu hút sự chú ý đặc biệt. Tuyển Olympic Việt Nam đã tạo sóng gió ngay từ phút thứ 3 với bàn thắng mở tỷ số do tiền đạo Nguyễn Quốc Việt ghi. Tài năng trẻ này thuộc biên chế câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, tiếp tục lập công ở phút thứ 31, đẩy cách biệt lên 2-0. Văn Khang tiếp tục gia tăng cách biệt bằng bàn thắng thứ 3, khép lại hiệp 1 với tỷ số 3-0 nghiêng về Việt Nam. Ngay đầu hiệp 2, Olympic Mông Cổ ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.
đưa vào cuộc chiến. Temulen Ganbat là người ghi bàn thắng cho đội tuyển Mông Cổ. Tuy nhiên, thế trận vẫn nghiêng về đội tuyển Việt Nam dưới sự kiểm soát của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Phút thứ 64, Nguyên Hoàng ghi bàn thứ 4, nâng tỷ số lên 4-1. Mặc dù Mông Cổ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ của hiệp 2, nhưng đó cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu, 2-4 nghiêng về Việt Nam. Sau trận đấu, huấn luyện viên đội tuyển Mông Cổ, ông Chiyosuka chia sẻ cảm xúc của mình về trận thua 2-4 trước đội tuyển Olympic Việt Nam. Ông bày tỏ sự thất vọng, đặc biệt về việc để thủng lưới sớm. Ông nhấn mạnh rằng các cầu thủ của đội tuyển Mông Cổ đã tạo ra một số cơ hội, nhưng không thể tận dụng thành công. Ông Osuka không tiếc lời khen ngợi các cầu thủ Olympic Việt Nam. Ông bày tỏ sự ngạc nhiên về mức độ xuất sắc của từng cầu thủ. Với kỹ thuật và khả năng chuyền bóng xuất sắc, trước đó Mông Cổ đã gặp Ả Rập Xê Út, Nepal và Campuchia. Tuy nhiên, ông Suka nhấn mạnh rằng trận đấu với đội tuyển Việt Nam đã đặt ra một thách thức đáng kể. Ông cho biết rằng Olympic Việt Nam luôn tạo ra sự áp đảo sau hàng thủ của Mông Cổ, điều đó thực sự khiến ông cảm thấy ấn tượng. Dù đã gặp thất bại, huấn luyện viên Osuka nhấn mạnh rằng đội tuyển Mông Cổ sẽ tiếp tục chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo. Với lịch trình khá khắc nghiệt, ông nhấn mạnh rằng các cầu thủ không được thi đấu vẫn sẽ tham gia vào tập luyện, đảm bảo sự sẵn sàng cho các trận đấu tiếp theo.